Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là cái phụ kiện đuôi máy phát của Hyundai Booster. Đây gọi chúng ta hay thường gọi là, như anh em thợ hay thường gọi là cái đuôi bơm chân không. Đó, đuôi bơm chân không này, để bắt vào cái chỗ máy phát. Sản phẩm được sản xuất tại Hàn Quốc anh em nhé, được nhập khẩu và phân phối bởi An Thái Auto. Thì vừa rồi em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái đuôi bơm chân không của Hyundai Booster. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp.